Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay cơ sở chúng em lại cập nhật cho các bạn là những cái loại lan hài mà đang có nụ. Với cả em hôm nay có cả lan kèn rừng này với lan trần tuấn nhé các bạn nhé. Thì em sẽ quay gộp vào cái số clip hài này cho các bạn luôn. Thì các bạn thích phần lan nào thì hãy gọi điện cho Ngọc Bền theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Thì ở đây như các phần kèn rừng thì các bạn biết đấy, em có phân ra từng từng phần như vậy. Ở đây cái này là kèn rừng nhé các bạn nhé. Kèn rừng này là ở vùng Bắc Lào, có về được chừng này kèn thôi này, nên là em có chia ra thành phần cho các bạn luôn, phần nhỏ phần to. Và cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn. Đây như ở đây em đi vào giới thiệu cho các bạn luôn, những cái phần kèn rừng này rất là đẹp luôn. Em để ra những cái cây dập gãy quá thì em để luôn vào trong vườn em trồng rồi. Còn đây là những cái phần mà hàng đẹp mê ly luôn. Đó. Những phần này đây là phần, rồi để em đi quay cái phần hàng dài cho các bạn trước nhỉ. Hàng dài rồi đến hàng trung rồi đến hàng nhỏ. Cái phần hàng dài này, mỗi phần này đều có 3 thân nhé các bạn nhé, 3 thân để chúng ta chơi hoa nhé. Đây. Đó, 3 thân này, 3 thân hoa này. Mỗi phần này nó dài chừng khoảng 40. Đó. 40 phân. 40 phân này, 60 phân này, những thân này dài nhất này. Đấy, 40 60. Đó. Gần như là hai thân 40 và một thân 60. Em có phân ra từng phần hết cho các bạn này. Mỗi phần này là 520.000 thôi. Đấy. Như phần này thân rất to nù nhưng mà nó bị gãy mất cái đầu ở trong rừng rồi này. Cái này không phải là gãy từ lúc khai thác nữa, mà gãy từ trong trong rừng rồi. Đó. Đấy. Nó toàn bị cột cụt. Cái này là nó cũng thành thắt ngọn ấy chứ không phải cụt các bạn ạ. Tại vì cái ngọn nó cũng chỉ nhỏ nhỏ như vậy thôi này. Đấy. Đó, phần nào cũng là 520.000 nhé các bạn nhé. Ở đây em có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần này. 6 phần 520.000 nhé các bạn. Đây, như phần này đây nó cũng có tới 4 ngọn này. 40, 50 này. Đấy. Đấy, như khóm này nó còn có thêm một ngọn con nữa này. Nhưng mà thân nó nhỏ hơn những cái phần khác. Đó. Đây như thằng này đây. Cũng vậy này. Em có phân ra từng phần nó đều đều nhau hết nhé các bạn nhé. Nên là các bạn cứ điện cho chúng em là lấy cái phần 520 thì em sẽ chọn cho các bạn là 3 ngọn. Nó xem nhau, tức là nó đều đều nhau hết mà. Còn ở đây là cái phần hàng trung này. Cái phần cây trung này nó dài trừ khoảng 18 đến 35, 18 đến 35 cm gì đấy. Nó khoảng đấy mà. Đấy. Như những thân này ba mấy, 30 này. Đấy, như những thân này cũng 30, 35 này. Đấy. Để em cho các bạn, mỗi một phần này nó sẽ có 5 đầu nhá các bạn nhá. 5 mấy đầu cây tơ này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đó. 5 đầu này. Đây, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 đầu này, 5 đầu cây tơ này các bạn này, nhá. Đấy, mỗi phần này là có giá là 400.000. Đấy, em để thành từng phần cho các bạn. Các bạn thích loại ngắn, loại dài nào. Còn cái phần này đây có hàng thân cây giống này. Thì cây nó nhỏ thôi. Nó từ 3 đến 10 cm luôn, 10 15 cm luôn. Đấy. Để em đếm luôn có bao nhiêu khóm nào. 1 2 2 đây. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 khóm. 9 khóm. 7 đến 10 khóm luôn các bạn ạ. Đấy, phần nào cũng vậy thôi, em để xem nó đều đều nhau hết rồi các bạn ạ. Nên là cái phần này thì em để giá cho các bạn là 200.000 một phần đây. Đó.
phần nào cũng tầm khoảng 8 khóm. Đấy, cho gọi là trung bình như vậy đi, tại vì có những khóm nào nó nhỏ quá thì cho vào nó nhiều nhiều tí. Đó. Đấy, các bạn thích lấy phần nào thì điện cho chúng em. Lấy cái phần với giá tiền đấy thì em lấy cho phần đấy nhá. Còn ở đây em giới thiệu cho các bạn những cái loại lan hài. Ở đây là hài Jackie nhé các bạn nhé. Hài Jackie có giá là 20.000 một cây nhé các bạn. Đây. Đây là hài Jackie. 20.000 một cây này nhé các bạn. Đó. Cây chọn lựa rất là đẹp luôn, khỏi phải chê luôn. Về hàng hài Jackie. Còn đây em có cái hài Jackie lá trơn. Em có 3 cây con nhỏ ở đây. 3 cây nhỏ này thì em bán giá mỗi cây là 250.000 một cây nhé các bạn nhé. Đấy, 3 cây nhỏ này 250.000 một cây. Đó. Đấy, 3 cây này về trồng một chậu rất là đẹp luôn. Đấy. Hai cây này em bán kèm nhau nhé. Đây. Như hai cây này đây, bạn nào lấy là 500.000. Còn cây này đây, 250.000 đây. Đó. Đó. Còn ở đây là Jackie trơn loại cây to hơn này. Đây cây to hơn này. Đó. Jackie trơn cây to này em bán giá là 400.000 một cây nhé các bạn nhé. Ở đây em có 4 cây rồi này. Jackie cây trơn nhé, lá trơn nhé. Đấy, em lấy một cây cây lá thường này so sánh cho các bạn biết. Đây, bên dưới của nó là có chấm tím. Nhưng mà thằng lá trơn này thì nó sẽ không có cái chấm tím nào nhé các bạn nhé. Cho dù nó chấm một tím thôi là không phải lá trơn này. Đấy. Jackie trơn. Còn ở đây là hài Vân Bắc. Lan hài Vân Bắc này thì có giá là 60.000 một cây nhé các bạn nhé. Đấy. Một cây hài Vân Bắc này là 60.000 một cây. Đó. Đó. Đấy, những cây nó lá ngắn thì lá nó to này, nhiều lá này. Thì nó là một cây to này. Đấy. Còn ở đây là hài Hằng. Hài Hằng này có giá là 60.000 một cây nhé các bạn nhé. Hài Hằng nụ thì em cũng đang cố gắng đặt hàng về nhưng mà lại không có. Chỉ có loại cây to này thôi. Là 60.000 một cây thôi các bạn ạ. Đấy, hài Hằng loại cây to này. Cây to khỏe nhá. Là 60.000 một cây. Đây. Đó. Còn ở đây là hài Hồng. Hài Hồng là 25.000 một cây nhé các bạn nhé. Hài Hồng thì có lác đác một số cây đang ra nụ ở đây. Đó, đây là nụ này. Nụ cây hài Hồng. Đấy, như cây này đang nụ này. Hầu như những cây này đều đang cho nụ được hết rồi đấy các bạn ạ. Còn ở đây là Lana. Hài Móc Vàng. Hài Móc Vàng thì bây giờ đang có nụ. Đấy các bạn ạ. Hài Móc Vàng thì đang nụ như này hết nhá. Cây nào đang nụ này. Có giá là 40.000 một cây. Hài Móc Vàng nụ nhá. Đó. Không có móc vàng cây thường nhá các bạn. Chỉ có móc vàng cây nụ thôi. Đấy, 40.000 một cây. Còn ở bên này đây là hài Móc Hồng. Hài Móc Hồng thì có giá là 30.000 một cây. Đó. Hài Móc Hồng đang nụ hết nhá các bạn nhá. Không có móc hồng thường, chỉ có móc hồng nụ thôi. Đấy. Đấy, một cây móc hồng này. Đấy, em xếp vào vậy cho nó khỏi phải lộn xộn. 30.000 một cây móc hồng. Còn đây là hài Táo. Hài Táo này có giá là 15.000 một cây nhé các bạn nhé. Loại cây nó không phải to lắm. Nó cứ vừa vừa thôi. Những loại cây này đều cho hoa được hết rồi này. Hài Táo thì bây giờ cũng đang là cái mùa nụ. Ra nụ. Đó. Đấy, có những cây lên nụ bằng này rồi này. Đấy. Nhưng mà chỉ có một cây nụ thôi ở trong này. Còn đây là hài Ráp. Hài Ráp cũng có giá là 15.000 một cây thôi các bạn ạ. Đấy, hài Ráp. Cây to đẹp luôn. 15.000 một cây thôi. Đấy, toàn cây tuyển chọn đẹp. Mê ly luôn. Đấy. Và còn ở bên này đây em có 4 phần Trần Tuấn.
Đó. 4 phần Trần Tuấn này em bán mỗi phần là 300 nghìn. Đấy, mỗi phần này đều có rất là nhiều đầu luôn. Như đây em đếm luôn cái phần này, 1 đầu, 2 đầu, 3, ở giữa này 1, 4 này, 5 đầu. Nhưng mà cây khóm này nó hơi nhỏ nhỏ. Đấy, phần này thân lá nó hơi ngắn nhỏ thôi. Còn đây, đây một phần nữa này, phần này có như khóm này có hai đầu tơ này, hai Trần Tuấn nhầm, cái lan Trần Tuấn là bây giờ đang ra nụ nhé các bạn nhé. Đây đó, các bạn thấy nụ ở ngay ngay chỗ ngọn không? Đó, thân nào đang nụ hết rồi các bạn. Đấy, như phần này là vào 4 đầu ngọn này, phần này đây cũng vào 4 5 đầu ngọn này. Đó, cây nào thân nào đang nụ hết rồi nhé các bạn nhé, những thân tơ đang nụ hết này. Đó, mỗi phần là 300 thôi. Đây, phần này cũng 5 đầu ngọn này. Đó. Đây. Thân nào đang sưng mắt nụ này. 300.000 một phần, có 4 phần thôi các bạn ạ nhé. Đấy, vừa rồi là những cái phần lan hài với phần lan kèn của cơ sở chúng em hôm nay cập nhật về. Lan kèn rừng thì thực sự là nó rất là hiếm luôn. Nay em chỉ về được chừng này phần cho các bạn. Thì các bạn thích phần nào thì gọi điện đặt hàng luôn nhé. Kẻo lại hết hàng lại 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 nói là luôn lại gọi chậm lại mất duyên. Tất nhiên là em cũng rất muốn có thật nhiều lan về để chia sẻ cho các bạn, nhưng mà thực sự là mỗi một đợt lan hàng rừng về á, không có nhiều bạn ạ. Rồi Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Đó.